Hot, Võ Hà Linh bật khóc ngay trên livestream vì lỗi của ekip. Tín Nguyễn xúc động khi nhận được tin nhắn xin giúp đỡ từ khán giả. Đoàn Di Văn nghẹn ngào thông báo mất con trai. Chủ tịch Miss Peru khẳng định Miss Cham 2024 đã bị hủy. Con trai táo y tế xoáy dầu xin nhưng đành ngậm ngùi vì thuyền phu chảy chưa kịp chèo đã chìm. Hot, Võ Hà Linh bật khóc ngay trên livestream vì lỗi của ekip. Tâm huyết cả tháng trời coi như đổ sông đổ bể. Một tháng trời chị chuẩn bị cho phiên live không phải là để cho khách hàng có cái trải nghiệm mua hàng như thế này. Hôm qua vào ngày 8 tháng 8, ngày hội siêu sale trên các sàn thương mại, Võ Hà Linh đã có màn livestream tung điêu hấp dẫn cho khách hàng. Sự tâm huyết của chị coi như đổ sông đổ bể khi trong suốt quá trình live luôn gặp phải những vấn đề khiến Hà Linh bức xúc. Hà Linh bật khóc ngay trên live vì quá bất lực và luôn miệng trách móc ekip khi sự việc dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhiều khán giả cũng tỏ ra lo lắng và sốt ruột khi mọi chuyện lại căng thẳng như thế. Được biết, Võ Hà Linh là một beauty blogger có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế mà mỗi phiên live của chị cũng vô cùng chỉnh chu. Hà Linh phải chuẩn bị cả tháng trời, sản xuất ra các video clip truyền thông về phiên live vô cùng đầu tư. Trong phiên live lần này với chủ đề Vu Lan báo hiếu, trao lời thương yêu, cô nàng cũng tung rất nhiều voi chờ độc quyền dành cho khách hàng nhưng vì lý do không đáng có mà Hà Linh phải kết thúc live vội vàng. Được biết trước đó vào các phiên live đại lễ săn sale khác, Võ Hà Linh cũng từng gặp trường hợp tương tự khiến cô vô cùng bức xúc. Mỗi lần như thế thì cảm xúc của nàng beauty blogger lại khó có thể kiềm chế. Vì đây là uy tín và danh dự của Hà Linh, khi sát sai giá quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến cô nàng, thương khách hàng và sốt ruột vì giá không hề như mong đợi. Xem xong live chỉ thấy thương cho chị vì phải cố gắng trong sự bất lực. Dù có làm gì thì vẫn sai giá và không thể bán tiếp tục được. Tín Nguyễn xúc động khi nhận được tin nhắn xin giúp đỡ từ khán giả. Dù mới mổ răng khôn nhưng vẫn cô cố gắng chia sẻ câu chuyện. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân của mình, Tín Nguyễn vừa đăng tải đoạn video chia sẻ về câu chuyện một khán giả đã liên lạc mong nhận được sự giúp đỡ từ cô nàng. Cụ thể trong một lần đăng lướt đọc bình luận của khán giả, đã có một bình luận khiến cô nàng phải chú ý đến. Một anh chàng đã tha thiết cầu xin Tín Nguyễn có thể gieo duyên thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của anh. Hiện tại ba của anh đang phải dùng thuốc để duy trì sự sống nhưng do nhà không đủ điều kiện nên mới chọn cách cuối cùng là đi xin sự giúp đỡ từ cô. Ngay lập tức cô nàng đã liên hệ đến với tài khoản trên, nhận được một số thông tin và cho rằng đây là trường hợp người thật việc thật. Tín Nguyễn cũng nhanh chóng gửi tặng cho gia đình anh một chút ít tiền để ba anh chữa trị. Cô nàng mặc dù đang phải chịu đau vì mổ răng khôn nhưng cô vẫn cố gắng quay video để lan tỏa sự thương cảm của mình đến với khán giả. Cô cũng nghĩ có lẽ anh chàng trên đã hết cách rồi nên mới phải cầu cứu trên nền tảng mạng xã hội. Cô nàng cũng xúc động khi chia sẻ câu chuyện trên, hy vọng mọi người có thể chết kỹ và giúp đỡ cho anh chàng này. Đoàn Di Văn nghẹn ngào thông báo mất con trai trước khi có bé tổ chức tiệc mừng hoành tráng. Đầu tháng 7 năm 2024, Đoàn Di Văn thu hút sự chú ý khi tổ chức tiệc để công bố việc đang mang thai con thứ 4. Tại sự kiện, nữ ca sĩ một thời hạnh phúc nói, bà mẹ ơi, con có con trai rồi. Chia sẻ của Đoàn Di Văn khiến nhiều người xúc động, chúc mừng cô và gia đình. Thế nhưng cách đây ít phút, nữ nghệ sĩ một thời khiến nhiều người xót xa khi thông báo, tôi mất con rồi, mong các bạn bình an. Đính kèm là hình ảnh tấm bia mộ với dòng chữ William, cả nhà yêu con. Chia sẻ của Đoàn Di Văn ngay lập tức nhận được hàng nghìn lời chia buồn và động viên cô. Trước đó, hồi tháng 5, Đoàn Di Văn cho biết cô mong muốn mang thai đôi sau khi chuyển thành công hai phôi. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, cô đã thông báo một tin vui và một tin buồn. Cụ thể, khi bác sĩ kiểm tra phôi thai đã vào tử cung và có tim thai hay chưa thì chỉ có một phôi thai phát triển, đã có tim thai. Còn phôi thứ hai không đậu là phôi loại 3. Cách đây 3 tháng, cô thu hút sự chú ý khi chia sẻ với cộng đồng mạng về việc làm IVF để sinh con thứ 4. Tuy nhiên, cô đã không thể giữ được người con thứ 4 này. Chủ tịch Miss Peru khẳng định Miss Cham 2024 đã bị hủy, xóa hết tất cả những hình ảnh liên quan đến Miss Cham. Trưa nay dân tình được fan chấn động vì chủ tịch cuộc thi Miss Peru, người đang nắm giữ bản quyền Miss Cham Peru, đã tuyên bố Miss Cham 2024 đã bị hủy. Trước đó, dân tình bất ngờ phát hiện động thái lạ trên Instagram của Miss Peru đã xóa tất cả các hình ảnh liên quan đến Miss Cham. Đến giữa trưa thì bà chủ tịch đã trả lời bình luận của người hâm mộ và cho biết cuộc thi đã bị hủy. Được biết trước đây vài tuần, tổ chức Miss Cham từng thông báo sẽ hoãn lại cuộc thi vào cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhưng vì lý do visa, cụ thể theo nhiều nguồn tin, thì chỉ có 1/3 thí sinh tính đến thời điểm hiện tại đã xin được visa Mỹ, còn lại vẫn đang gặp khó khăn. Trước đây dân tình đã không ít thất vọng khi cuộc thi đã quá lâu mà không tổ chức mùa 2, khi vừa thông báo tổ chức thì lại tiếp tục thông báo rời lịch và hiện tại là một giám đốc quốc gia thông báo cuộc thi đã bị hủy. Nhiều người cho rằng lời nói của bà chủ tịch Miss Peru là đáng tin vì Miss Peru là cuộc thi hoa hậu lớn nhất đất nước này, đang nắm bản quyền 3 cuộc thi trong Big 6 bao gồm Miss Universe, Miss International và Miss Grand.
Tuy ban tổ chức Miss Charm chưa có thông báo chính thức, nhưng bình luận của bà chủ tịch Miss Peru cũng khiến dân tình lo ngại liệu Miss Charm có thật sự bị hủy hay không. Con trai táo y tế xoáy dầu xin nhưng đành ngậm ngùi vì thuyền phu chảy chưa kịp chèo đã chìm. Phu chảy hai cái tên được dân mạng đẩy thuyền. Nghệ sĩ Hải Vân Dung khéo thế. Có con trai vừa đẹp lại còn hài. Đóng phim thiếu gia cứ phải gọi là hết nước chấm. Mỗi tội mỹ nhân tày đã thốt lên yêu chồng rất nhiều. Thuyền phu chảy chưa chèo đã chìm. Đi giữa mặt trời rực rỡ đang là phim truyền hình giờ vàng nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Một trong những lý do đến từ cặp đôi màn ảnh Phu và Chảy, series Thu Hà và Long Vũ. Trong phim Phu hết lần này đến lần khác từ chối Chảy, không muốn lấy chồng sớm mà muốn đi học đại học. Trên mạng xã hội, các thảo luận liên quan đến Phu và Chảy cũng như series Thu Hà và Long Vũ được bàn tán rôm rả. Đặc biệt nhiều người còn nói đùa rằng Phu không chịu cưới Chảy vì Thu Hà đã có chuyện tình ngọt ngào ngoài đời. Nam chính trong Đi giữa trời rực rỡ được giao cho con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Đây cũng là lần đầu tiên Long Vũ đóng chính trong phim truyền hình. Trước đó, Long Vũ từng gây chú ý trong các phim Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Cuộc chiến không giới tuyến. Nam diễn viên sinh năm 2001 từng tiết lộ dù là con của nghệ sĩ nổi tiếng nhưng với mỗi dự án phim, anh tự đi casting và sau đó mới thông báo kết quả cho mẹ. Bởi nghệ sĩ Vân Dung muốn con trai tự thân vận động chứ không dựa hơi vào sự nổi tiếng của mẹ. Long Vũ tiết lộ rằng anh cân nhắc nhiều trước khi nối nghiệp mẹ và không thấy áp lực vì cái danh con trai Vân Dung. Ngược lại, Long Vũ luôn tự hào về những gì mẹ mình đã làm được sau hàng chục năm qua. Còn nghệ sĩ Vân Dung cũng luôn động viên con đừng tủi thân khi bị so sánh với mẹ, vì mỗi người có một cách làm nghệ thuật riêng. Vân Dung thường dặn con trai phải hết mình với công việc, với vai diễn thì mới được khán giả nhớ đến. Nữ diễn viên đóng vai Pu là Thu Hà series sinh ra ở Lạng Sơn, sau khi vượt qua hàng ngàn ứng cử viên casting để được chọn vào vai chính Pu. Trên màn ảnh nhỏ, qua vài phim có thể thấy Thu Hà được chọn đóng vai cô gái mồm miệng lanh lợi, nhí nhảnh và nói nhiều. Vai chính đầu tiên đóng cặp với con trai nghệ sĩ Vân Dung cũng là cô gái có tính cách quyết liệt, nói nhiều và đanh đá. Nói như ông bố của Trải, con nhỏ đó giữ như hổ vồ, lấy về để nó ngồi lên đầu mày. Thu Hà đã đăng một status khá dài như dịp sinh nhật bạn trai, thường gọi là TOBE, sinh năm 1993. Trải qua 2 năm bên nhau, cô nàng thấy người yêu ngày càng giỏi giang, đẹp trai và nhẫn nại còn mình thì ngày càng yêu đối phương hơn. Sau đó mỹ nhân 2K2 gọi người yêu là chồng, xưng vợ và nhắn gửi những lời ngọt ngào. Được biết Siri và TOBE đã bên nhau được gần 2 năm. Bạn trai cô cũng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, cụ thể là thiết kế 3D, dựng và quay MV. Nhờ vậy mà TOBE có sự thấu hiểu với công việc của Thu Hà, luôn cảm thông khi cô đóng cặp với diễn viên nam. Đây cũng là một trong những điều khiến cô trân trọng đối phương hơn. Về phần Siri Thu Hà, cô nàng có tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, người dân tộc Tày và đến từ Lạng Sơn. Trước khi tham gia các dự án phim, cô đã là người mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3. Sau đó Thu Hà bé duyên với diễn xuất và gây ấn tượng khi tham gia một số phim truyền hình như Món quà của cha, Thương ngày nắng về. Trong vài năm gần đây, cô nàng lên màn ảnh lớn với Lật mặt 7 và Móng vuốt. Theo nghiệp diễn viên không qua bất cứ trường lớp đào tạo nào chính quy nên Thu Hà series thường tìm những lớp diễn xuất để học thêm, trau dồi. Bản thân cô cũng chia sẻ thêm rằng nếu có cơ hội sẽ mong được hóa thân ở nhiều dạng vai có tính cách, nội tâm phức tạp hơn.